Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội. Có thể nói, vị trí bí thư thành phố Hà Nội là vị trí rất dễ vào tứ trụ. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng từ vị trí đứng đầu của thành phố này rồi vào tứ trụ giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Giữ chức Chủ tịch Quốc hội chỉ một nhiệm kỳ và ông ta lên chức Tổng bí thư và ngồi từ đó cho đến hôm nay sang được nhiệm kỳ thứ 3. Mặc dù điều lệ đảng chỉ quy định không được làm quá 2 nhiệm kỳ. Hiện nay, ông Vương Đình Huệ cũng đánh dấu thành tích của ông ta tại địa phương bằng một năm làm bí thư thành phố này trước khi vào tứ trụ nắm chức Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh ai sẽ thay Vương Đình Huệ làm bí thư thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, ghế bí thư Hà Nội cũng là ghế nóng làm bao nhiêu người phải rớt ủy viên Bộ Chính trị. Gần đây nhất là ông Phạm Quang Nghị và ông Hoàng Trung Hải. Ông Phạm Quang Nghị bị đánh bật ra khỏi ủy viên Bộ Chính trị bởi vì ông đã có chuyến thăm Mỹ và gặp John McCain. Vị trí bí thư Hà Nội là vị trí dành cho người thân Trung Quốc. Từ xưa đến giờ, truyền thống vốn là như vậy. Vậy nên, việc thân thiện quá mức với Mỹ đôi khi cũng làm cho Bắc Kinh không hài lòng và sự nghiệp chính trị của ông bí thư cũng khó mà có thể bền vững. Còn riêng ông Hoàng Trung Hải thì bị loại không phải vì yếu tố Mỹ mà lì ông là người phải liên đới chịu trách nhiệm trong sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng trước đó. Người ta nói ông Hoàng Trung Hải chịu tội nhẹ hơn Đinh La Thăng là nhờ yếu tố Trung Quốc. Đã từ nhiều tháng nay, người ta đặt câu hỏi rằng liệu người thay thế ông Vương Đình Huệ là ai? Và người này sẽ làm gì trong 5 năm nhiệm kỳ tới đây? Hiện tại, vị trí bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ, đó là ông Nguyễn Văn Nên. Ông này là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy hiện nay, bí thư thành phố Hà Nội sắp tới sẽ là nhân vật nào? Là người ông Nguyễn Phú Trọng, thân ông Phúc hay thân ông Phạm Minh Chính là câu hỏi đang được đặt ra. Đó là điều mà người dân cần được biết. Tân bí thư Hà Nội có thực sự là người như thế nào lại được cho rằng quan trọng đến như vậy? Rất nhiều vị trí đã được định đoạt trước đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tuy nhiên, đó chỉ là những vị trí trong top hàng đầu, còn cũng nhiều vị trí rất ngon chưa rõ tiếp tục đấu đá ra sao sau đại hội. Theo thông tin rò rỉ thì nhân vật sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ ngồi vào chiếc ghế bí thư thành phố Hà Nội, đó chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Vậy ông Đinh Tiến Dũng là ai và liệu là người ta đã quan tâm đến hiện nay? Ông Đinh Tiến Dũng được biết sinh năm 1961 tại làng Trung Chữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông hiện cư trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ông từng học Đại học Tài chính và Kế toán, nay Học viện Tài chính, khoa Kế toán xây dựng cơ bản. Ông có bằng cử nhân kinh tế, tài chính và sau đó ông lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, để làm quan chức cho chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng bao nhiêu người khác ông học và tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị của Đảng. Đây là hình ảnh có tin ông Đinh Tiến Dũng sẽ về thay ông Vương Đình Huệ. Từ năm 1983 cho đến năm 1993, công việc của ông Đinh Tiến Dũng gắn liền với Tổng Công ty Sông Đà, một nơi là cái nôi để đào tạo quan chức ngành xây dựng cho chính phủ. Trong đó, từ năm 1997 đến 1989, ông nắm phó kế toán trưởng trong doanh nghiệp này. Từ năm 1989 cho đến năm 1991, thì ông làm toán kế toán trưởng cho công ty cung ứng vật tư Sông Đà, Tổng Công ty Sông Đà. Từ tháng 12 năm 1991 đến năm 1993, ông làm kế toán trưởng công ty xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà. Tiếp theo, từ năm 1993 cho đến năm 1997, thì ông được phân về làm kế toán trưởng công ty thủy tinh và gốm xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Và kể từ tháng 10 năm 1997, thì ông được bổ nhiệm làm vụ trưởng vụ tài chính kế toán Bộ Xây dựng bởi sự đề cử của cấp trên cũ là ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Đà, bây giờ họ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2002. Đến tháng 6 năm 2003, thì ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thông tin rõ ràng cho thấy rằng ông Vương Đình Huệ đi lên Bí thư Hà Nội và ông Dũng cũng đi lên nhờ ekip Sông Đà trong chính phủ. Ông Nguyễn Hồng Quân nắm ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến 2 nhiệm kỳ, từ năm 2002 cho đến năm 2011. Thời kỳ đó, cựu cán bộ của Tổng Công ty Sông Đà đã làm mưa làm gió ở chính phủ. Trong đó có tên tuổi rất lớn, đó là Hoàng Trung Hải.
Chính vì đồng đội ở Tổng Công ty Sông Đà mà Đinh Tiến Dũng tiến thân rất vững trong chính phủ và ông ta được Ban Bí thư đưa vào diện cơ cấu lên cao. Vào tháng 5 năm 2008, ông Đinh Tiến Dũng được điều động tham gia tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Hai tháng sau, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên thay cho bà Lò Mai Trinh chuyển sang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Điện Biên mà không hề có Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là một sự ưu ái của Ban Bí thư đối với trường hợp này và việc bổ nhiệm này có nghĩa là trước sau gì ông Đinh Tiến Dũng cũng vào Ủy viên Trung ương của Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Quân là sếp của ông Đinh Tiến Dũng, là người nâng đỡ ông Đinh Tiến Dũng bước đầu. Vào tháng 10 năm 2010, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều động ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Và đến tháng 1 năm 2011, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Và bài của Đảng Cộng sản Việt Nam là bổ nhiệm người lung tung. Mục đích của họ là để tạo cho người con người đó có thành tích trong lý lịch công việc mà thăng chức, chứ việc bổ bộ cán bộ lộn xộn như vậy có khi lại trái ngành, khác tuyến, làm cho người đó không phát huy được năng lực quản lý của mình. Và việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng về địa phương cũng mang ý nghĩa đó mà thôi. Còn nhớ vào năm 2011, Võ Văn Thưởng được luân chuyển qua Quảng Ngãi làm bí thư thì ông ta chỉ ngồi cho hết thời hạn rồi về thành phố Hồ Chí Minh làm phó bí thư thường trực. Vì tâm lý biết mình được cơ cấu nên Võ Văn Thưởng điều hành tỉnh ủy một cách mờ nhạt, không hề có hiệu quả. Đinh Tiến Dũng cũng được bổ nhiệm về làm lãnh đạo tỉnh thì cũng tương tự như vậy, quản lý cũng không có hiệu quả. Chọn con đường tiến thân giống như ông Vương Đình Huệ là câu nói cũng được đặt ra. Giữa Đinh Tiến Dũng và Vương Đình Huệ có điểm chung thì đều là dân kế toán tài chính. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Hùng cũng là dân kế toán tài chính. Ban đầu, ông Nguyễn Xuân Hùng cũng bám vào túi tiền của chính phủ và tiến thân, tức là ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu làm chủ xếp kho bạc nhà nước, sau đó lên làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng của bộ này. Tiếp theo ông, Vương Đình Huệ cũng bắt đầu từ Bộ Tài chính với vị trí Tổng Kiểm toán và sau đó làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiếp nối ông Vương Đình Huệ thì ông Đinh Tiến Dũng cũng đi con đường y như vậy. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Hùng trải qua chiếc ghế Phó Thủ tướng, còn ông Đinh Tiến Dũng thì không, mà sẽ làm Bí thư thành phố Hà Nội. Riêng ông Vương Đình Huệ thì trải qua cả chức Phó Thủ tướng và ông Huệ cũng trải qua chức Bí thư Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2011, ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội bầu vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước thay cho người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ. Ông vốn là người được đề xuất và được 100% thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 nhất trí cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập cơ quan thanh tra riêng vào tháng ngày 16 tháng 1 năm 2013. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng và ông Vương Đình Huệ. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, ông được giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính thay cho ông Vương Đình Huệ. Vào tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vào sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Và tới ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và ngày 31 tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng của khóa 13. Cơ hội và thách thức như thế nào đối với ông ta? Như đã nói, Bí thư thành phố Hà Nội nếu leo cao thì sẽ vào tứ trụ. Còn ông Đinh Tiến Dũng đã 60 tuổi, 5 năm sau nếu không bị loại khỏi vũ đài chính trị thì ông Đinh Tiến Dũng sẽ đủ 65 tuổi để giữ lại chức Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai. Chính vì vậy, vấn đề là ngồi vào ghế bí thư thành ủy, rất nhiều người nhòm ngó, mà hiện nhiệm kỳ 12 là một minh chứng như vậy. Cả Nguyễn Đức Chung và Hoàng Trung Hải đều bị đứt gánh giữa đường, cho nên có thể nói ghế chủ tịch và bí thư là hai ghế rất nóng ở đây. Là đứng đầu một đơn vị hành chính của thủ đô, ông Đinh Tiến Dũng có cơ hội thăm nước ngoài để tạo quan hệ, bài học quan hệ với Trung Quốc để tạo sức mạnh chính trị là con đường mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đã từng trải qua. Có lẽ đấy cũng là bài học và những người có cơ hội chính trị như ông Đinh Tiến Dũng khó có thể bỏ qua điều đó. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng sẽ là khuôn mẫu của ông Vương Đình Huệ thay cho ông. Có hai công cụ để đi lên khá hiệu quả trong chế độ này,
đó là vuốt ve Trung Quốc và nịnh xếp ở trên. Mới đây, chuyện Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ cháu bé rơi lầu chung cư thì ông Vương Đình Huệ đã lợi dụng nó để nói lời vuốt ve ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, cho thấy điều đó rất rõ ràng. Việc tiến thân trong Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thiếu chữ nịnh. Nịnh cả sếp và nịnh cả những quan chức cấp cao ở Bắc Kinh. Chiếc ghế bí thư Hà Nội có lẽ ông Đinh Tiến Dũng sẽ thấy nó là cơ hội nhiều hơn thách thức. Vì sao nó như vậy? Vì vấn đề tiến thân trong chế độ này nó phụ thuộc vào quan hệ chứ không phụ thuộc vào kết quả quản lý thành phố. Vậy nên làm tân bí thư Hà Nội trong vài tháng tới, ông Đinh Tiến Dũng sẽ có được cơ hội rất lớn để lên cao hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 với bản tin Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.